giới thiệu với các bác, đây là cái mẫu lồng mà Thao Chim Chu chim cu gáy lựa chọn để phát triển lại đại trà. Thì các bác thấy là đây là có một cái mẫu lồng này thì mình lấy mình nhập vào số lượng rất là nhiều. Các bạn biết là một cái thùng này với cái số lượng và chúng ta về chúng ta tự ráp như thế này. Tự ráp. Đấy, đơn giản lắm. Đấy, quy trình ráp thì rất là đơn giản. Nếu anh em nào muốn nuôi cái lồng này, chính xác nó là cái lồng yểm mạ kẽm đó, thì khi chúng ta nhập với cái số lượng thì người ta sẽ đóng cả thùng này. Đấy, và mỗi một thùng của nó là 15 cái đó. Và cái cách ráp thì nó mất khoảng tầm 3 phút là được một cái. Đấy, các bạn nhìn đây. Đấy, chỉ cần cạy ra và nó tạo thành một cái đường viền thế này rồi. Đó, sau đó các bạn lắp cái phần đáy trước. Đấy, phần đáy đó cho vào đó. Rất là rẻ và rất là bền. Cái ưu điểm của cái lồng này thì các bạn thấy là gì, nó cái nan của nó rất là mau. Đấy, đây nan này của nó gì đó, và các bạn phải bẻ, khi bẻ cái phần cuốn cong này để cho cái phần đáy nó được ghép vào. Nên chúng ta làm sàn nhà đấy, sàn nhà cho con chim đó. Chúng ta dùng cái kìm này, mỏ càng nhọn càng tốt đó, và sau đó là các bạn bẻ bên này vào. Đấy, các bạn bẻ quạt hẳn vào cho nó chắc chắn đó. Mỗi một người có thể ráp cái này tầm mình nghĩ chắc khoảng 2 phút rồi xong. Sau đó là mình cài cái cầu vào. Cầu này thì người ta tiện máy đại trà tương đối là đây là cái phần cửa. Đấy, máng cho ăn, lấy cái máng như đây thôi, máng đâu. Đấy, bây giờ ghép cái phần mái này, nhưng mà các bạn này ghép vào này. Đấy, cài vào đây, cài vào đây, cài đây. Và các bạn bẻ bên kia vào đó, và cái này vậy thôi đó. Rất là đơn giản đúng không ạ? Như thế là xong một cái. Và cái ốc này thì các bạn nó có một cái ốc trên, một cái ốc dưới, thì các bạn giữ, các bạn vặn chặt và thì nó sẽ không xoay, nó sẽ êm. Đấy. Đấy. Những cái này thì mình giới thiệu với các bác nó đơn giản thôi. Đây là cái những cái lồng này là mình đang chứa của nó. Đó. Những cái lồng này là đều như vậy. Thì bao giờ nó cũng có một cái máng để mình thay thức ăn. Các bạn thấy là nôi ra. Đấy. Cái này nó do mình để cái cầu này hơi sát, nó tự nó phải đóng xuống. Cái này là rất là an toàn. Ưu điểm là chống được chuột và nó cũng dễ cọ máng ăn máng uống. Máng nước thì bên kia, đây máng nước này. Đó. Thì mỗi một cái đây như cái này này, này các bạn cho ra này, nhìn này. Đấy, các bạn bỏ lúa đi, các bạn lại cho vào này, gẩy lên này, đấy. Gẩy lên và cho vào. Đấy. Còn cái ưu điểm thứ hai mình thấy nó rất là thuận tiện là như nào? Cái khay hương phân của nó đâu rồi? Đây, lấy ra đây. Cái này các bạn thấy là rất là đẹp đúng không? Nó hàn bằng kẽm và rất là chắc chắn. Đây là cái khay hương phân. Đây, cái khay này các bạn thấy là gì? Cái này là các bạn cho vào đây như một cái ngăn kéo. Đấy, như một cái ngăn kéo nhá.
các bạn cho vào, và các bạn thấy là gì, nó đấy như này. Và cái cửa, cửa thì tôi thấy nó rất là tiện. Đây các bạn thấy, đẩy lên yêu sao chơi gáy chim cu người đà bể nước lời ru của bầm vừa chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái ba ngỗng, phấn hồng, âm dọc, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than. Đó thì vừa rồi mình đang quay có cái cuộc điện thoại thì nhạc chờ của mình là như vậy. Thì các bạn thấy là cái cửa lồng này nó khi mình cho vào mình làm cái gì đó, mình bỏ tay ra thì tự nó cửa lồng nó sập xuống, nó không bao giờ trường hợp ra khỏi chim. Và những cái tỷ lệ những cái nan như thế này các bạn thấy là gì, rất là mau đúng không, mối hàn bằng 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 điện nó rất là chắc chắn. Ừ. Và chúng tôi thấy là cái này đây tôi minh họa luôn ở trong nhà, ở cái góc nhà đây thì tôi có cài một cái đinh mà tôi treo ở góc tường, tôi thấy cũng khá là khá là tiện. À, thì nó hình của nó thì nó là hình mái chùa và xung quanh nó là hình vuông. Với con chim cu gáy bình thường thì như con chim này thì nó bọng nên mình thấy là lông đuôi nó vẫn giữ được. Đấy, mà hai là cái lượng thức ăn nó cũng vừa phải. Nó để tránh cái trường hợp một số bạn cho những cái thức ăn nó để lâu quá nó sẽ chua, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con chim. Và cái này thì mỗi một lần mình thay thì cũng rất là tiện thôi. Đó, rất là tiện. Đây này, các bạn thấy là thay thì rất là tiện. Đó, mình tiện thay đây, nôi ra như một cái ngăn kéo. Bên này cũng vậy thôi. Đó, thì các bạn có thể là chỉ cần bắn một cái đinh, chỉ cần bắn một cái đinh vào tường là các bạn có thể treo để chống mèo chống chuột được rồi. Ngoài ra thì cái việc chú chim của chúng ta đó, thì những cái số lượng lồng này thì mình lấy nhiều. Bạn bạn nào mà mua chim mà chưa có lồng thì có thể là alo cho mình sẽ gửi kèm. Mình gửi thì mình có thể gửi không 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 cần ráp vào, các bạn về các bạn có thể là xem clip này các bạn có thể tự ráp đó. Và mình gửi kèm cả một bộ bao gồm là hai cái máng ăn, hai cái máng ăn và đây ví dụ như là đây mình thấy là mình treo vào tường nó cũng rất là tiện. Đấy, hai cái máng ăn, một cái máng uống, một cái máng ăn và một cái cầu bọng, một cái khay để hứng phân. Đây, khay để hứng phân đây. Đấy, các bạn có thể thay rửa bọ. Đấy, thì đấy là cái tiện dụng. Đây, đây thì các bạn thấy là tôi chỉ cần bắn một vài cái đinh vào đây. Đấy, chúng ta có thể cài vào. Chúng ta phải cài bất kỳ chỗ nào. Đấy. Đấy. Cài. Đấy. Nhấc ra. Đấy. Và di chuyển. Đến đây. Đấy. Chúng ta cài. Thì những cái tận dụng những cái hành lang, những cái góc tường các bạn bắn một cái vít nở mũi khoan 6 và nở 6 và các bạn bắn cái vít như này. Đấy, các bạn treo vào. Thì nó rất là ok thôi, đúng không ạ? Đấy. Đây là chú chim Thái của mình. Đẹp. Thái trắng. Đẹp. Thái này nó gáy nó gù rất là rộng thổ anh em nhé. Rất là thổ luôn. Thì mỗi một lần mình nhập thì thường khoảng 80 cái. Nó rơi vào khoảng 60 cái, 90 cái hoặc là gì? Đó, khoảng 100 cái. Thì tại sao mình nhập số lượng nhiều như vậy? Bởi vì mình nhập số lượng thì giá nó sẽ rẻ. Cái loại này thì giá trên thị trường người ta đang bán là bao gồm cả bộ này thì mình tham khảo thấy có người người ta bán 120 đến 130. Thế nhưng mà cái giá của mình thì nó cũng sẽ rẻ hơn một chút. Thế các bạn có thể là nếu mà các bạn mua chim thì tôi có thể là gửi kèm và để cho cái giá gốc. Đấy. Thì mình cũng không nói cụ thể ở đây tại vì nó liên quan đến việc làm ăn của một số bên bán lồng. Đấy, thì
mình cũng sẽ phát triển đại trà cái mã này. Cái mã này thì khi mình gửi đi đường dài, đi khu vực miền Nam, khu vực miền Tây, đi khoảng 2 đến 3 ngày gửi chim cu đi chẳng hạn, thì mình thấy là nó nếu như các bạn đựng được, có thể đựng được khoảng 5 con chim ở đây, và cho cái máng uống rộng hơn, cho cái máng ăn rộng hơn, và nó gì nó khi các bạn gửi thì các bạn lấy một cái ghim sắt, các bạn đạn, các bạn bắn vào cửa đây, và các bạn bắn cửa vào đây, các bạn bắn cửa bên này, chỉ cần 3 viên đạn thì những chú chim của chúng ta sẽ hoàn toàn là được niêm phong bằng ghim đạn sắt và an toàn. Bản thân người nhận chim người ta cũng có nhận được luôn một cái lồng này, để trước mắt là người ta có thể là nuôi một con chim cu, hoặc là người ta có thể dùng vào cái việc khác. Thì cái lồng này mình thấy là rất là bền. Đấy, các bạn nắng mưa thì nó là đồ kẽm này, thì các bạn biết mà cái nan của nó thì rất là mau và nhìn thì nó cũng khá là đẹp. Thì tất nhiên là các bạn có một con chim, các bạn có thể là nuôi lồng tre, lồng quả đào, nhưng mà tôi thì tôi là người phát triển đại trà, tôi là người dùng những cái lồng này để tôi chuyển đi cho các bạn ở xa, nên ra là tôi phải lấy số lượng nhiều. Nếu như tôi mà lấy bằng tre thì nó cũng sẽ không ọp ẹp đi trên đường, nó sẽ nguy hiểm và nó không có cái sự an toàn, không 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 kẹp được chì ở cửa này, không bắn được đạn ghim vào đây các bạn ạ. Thì chia sẻ với các bạn để các bạn biết cái thông tin là về cái cách mà mình chuyển chim đi xa bằng lồng nào, và mình nuôi đây. Bản thân những chú chim này thì mình cũng sử dụng, mình nuôi để mình huấn luyện, đào tạo những con chim lên chim 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 khách. Đấy, mình gắn, mình treo như thế này. Các bạn thấy là những chú chim này của chúng ta thì nó đứng như thế này thì nó cũng rất là thuần. Các bạn thấy là lông đuôi nó vẫn giữ được. Đó, lông đuôi vẫn giữ được. Các bạn thấy chưa? Và xung quanh nhà mình thì cũng rất là nhiều những cái lồng như thế này. Đó, các bạn có thể thấy là mình nhập với cái số lượng thì nó cũng tiện. Đó. Mà cứ lâu 2-3 ngày mình lại giáp đến 10 cái. Hết mình lại giáp. Để những cái thùng này là mình để đây. Đấy. Các bạn ghi rõ đây là sản phẩm nhập giá gốc. Đấy, công ty trách nhiệm hữu hạn Inox Thái An, bao bì của nó đây, do Việt Nam sản xuất. Đấy, và những cái khay thì mình cứ nhập số lượng đại trà rất là nhiều đúng không các bạn. Thấy là những lồng sẽ khui ra một chút để cho các bạn biết. Ok, đây là nguyên nguyên thùng. Đấy. Nguyên thùng các bạn nhé. Bao gồm một thùng của nó gồm là một cái cầu. Đấy. Một cái mái này. Cái này là cái này mình hay tạm gọi là cái mái. Cái này là cái tự nhiên cái cống ngăn đi kèm. Cái này là những cái khay hương phân. Cái này là cái đáy. Đó. Đấy. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thao Chim Cu Gáy. Chúc các bạn có được những khoảnh khắc hay bên những chú chim gáy hay của mình. Chủ đề của video hôm nay của mình xin đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.